À, xin chia sẻ với anh em cái cách chúng ta ghép và để đuôi chồn làm sao để nó sống thật là khỏe mọi người nhé. Thì đây là một cái cây mà mình ghép, mình để ở cái chỗ mà nó khá là tối, khá là râm. Đấy. Và mọi người nhìn thấy này, nó rụi gần hết luôn, thậm chí là có cây chết. À, kinh nghiệm được rút ra là như thế nào? Đây trước em ghép đến 6 7 cây trong để trong cái chậu này. Kinh nghiệm là như thế nào? Kinh nghiệm là cứ thoáng và cho ăn nắng mọi người nhé. Đây cũng là một cái cây cũng ghép cùng cái loạt đó mà tại sao nó lại dễ, nó lại dài mà cây nó lại khỏe hơn. Thì mọi người thấy nó cái tiêu chuẩn đầu tiên là nó phải thoáng đấy. Thứ hai là không để ở cái chỗ nó quá râm mọi người nhé. Để ở những cái chỗ râm mà cây nó yếu phát là y như rằng tiễn ngay. Đấy. Cũng giống như là cái chậu này của em. Chậu này của em thì nuôi 2 năm rồi. Nhưng mà rất là giặt dẹo. Nhìn cũng không có một cái tí sức sống nào. Đấy. Không có tí sức sống nào. Cây này phải nói là lúc đầu rất đẹp nhé. Nhưng mà cứ để ở dưới râm là y như rằng là cụ đi. Hoặc là xấu. À, do đó khi anh em trồng ấy, khi nó ra hết cái thời gian ra rễ thì anh em treo cao lên. Đây ví dụ treo cao, treo hẳn lên giàn như thế này để cho nó ăn nắng và nó có cái độ thoáng mọi người nhé. Nó có cái độ thoáng thì cái cây lan nó mới phát triển được, nó giống như ở trong rừng ấy. Và cái mật độ của nó để nó vừa phải, để mà nó gần quá là nó không tốt. Nói thẳng là như vậy. Vườn này em bán gần hết đi rồi, bây giờ lại quay trở lại gây lại. Đấy, cũng gây lại tương đối rồi. Nhìn vớ vẩn như này thôi nhưng mà năm kiếm 20-30 triệu đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Quan trọng nhất là nuôi chồn nó phải thoáng thì cây nó mới lên, nó mới phát triển được. Cũng xin chia sẻ với anh em như vậy. Xin chào và chúc sức khỏe tất cả anh em.